Hello, xin chào những anh em nha. shopdaekhang.vn đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ cào. Khi anh em nạp thẻ vào còn nhận được lượt quay kim cương miễn phí và có rất nhiều ưu đãi dành cho anh em luôn. Nick FIFA giảm giá cực sốc chỉ có tại shopdaekhang.vn. Link shop mình có để dưới phần mô tả và comment nha. Ok, hello anh em. Mình đây, Daekhang đây nha. Quay trận solo squad siêu kinh điển của mình nha. Ok, hôm nay Daekhang làm lại một cái khẩu súng hoặc quyền thoại trong game Free Fire thôi mà. Một cũng rất là nguyên thoại chắc. Ủa anh đi chạy đâu đây bạn trẻ ơi. Rồi xong rồi, chỉ có chết thôi. Đây nè, chạy đâu, trời ơi. Ok, gạt luôn mà. Ấy đi Khang lượm được M104 đôi mắt tử thần nha anh em. Ok luôn. Để mình chết đây có người mới đã nha mà. Ok, M104 tử thần là khẩu quyền thoại của trong game Free Fire anh em. Đó là khẩu súng, bên trái mình có người nè. Chạy tới đây bạn, đẩy tới nè. Ủa trời, mạnh quá. Nhưng mà cái khẩu này lúc trước là nó là khẩu mà bộ khô 4 tăng 2 tốc bắn đầu tiên trong game Free Fire nha. Nhưng mà cái khẩu mà tăng tốc bắn á, đầu tiên nó là khẩu cái chích tím nữa. Khẩu cái chích tím là cái khẩu tăng tốc bắn của khẩu màu khô 4, là khẩu có chỉ số tăng tốc bắn đầu tiên của màu khô 4 nha. Rồi mới tới khẩu đôi mắt tử thần nha. Mà tại khẩu đôi mắt tử thần á, bây giờ nó tăng 2 tốc bắn. Đấy, lúc đó cái khẩu cái chiếc tím nó chỉ có tăng 1 tốc bắn thôi, cho nên khẩu đôi mắt tử thần này được nhiều người ưa chuộng hơn nha anh em. Đấy, 2 tốc bắn với 1 tốc bắn nó cũng có chênh lệch rất là nhiều anh em, mà chứ không phải là ít đâu. Ok, tiếp tục chiến đấu thôi. Ui trời, mày ok gạt luôn anh em ơi. Lâu rồi chưa thể hiện cho anh em, là tầm mấy tháng rồi đó anh em chưa làm khẩu 104 đôi mắt tử thần này cho anh em đúng không ta? Ok, thì video là tặng 2 trận luôn anh em, mà anh em có bạn bảo mình là anh ơi làm 2 trận đi, một video 2 trận đi xem mới đã. Ok, đi Khang làm cho anh em 2 trận luôn, nhưng mà bình luận hơi mệt anh em mà. Thì anh em xem video nhớ like, thấy thích video này nhớ like và đừng quên đăng ký kênh để mọi cho Đi Khang ra từ từ anh em ơi. Có người tới mày, hai viên rồi mày chạy. Ôi rồi, hai viên rồi, chưa chết, từ từ anh em ơi, không gấp, mấy bạn này nguy hiểm lắm. Hai viên rồi, nóc một anh em ơi, bật phun nhảy cái bắn. Ui giời ơi, 3 thằng luôn, quá nhanh và gọn lẹ anh em mà. Khẩu này bắn rất là nhanh nha. Nó chả khác gì cái khẩu màu 104 chiến tranh nó chơi anh em. Đấy, nó chỉ có 104 chiến tranh nó tăng hơn khẩu này là một tốc độ hai đạn thôi anh em ơi. Còn lại khẩu 104 đôi mắt tử thần này nó tăng 2 tốc bắn với giảm băng đạn giống hệt khẩu 104 chiến tranh luôn anh em ạ. Nói hơi bị liệu anh em ơi, màu con 4 nói hơi bị liệu anh em ạ. Ấy cha, ghê. Ok, mình sẽ móc qua bên đây. Đợi anh đi chạy vô nè, mình sẽ bắn lén nè. Anh đi vẫn chưa biết mình móc qua đây anh em ạ. Đây là chạy đâu. Úi giời, nó không chết rồi anh em ạ. Khó rồi, mình phải bắn nóc cái thằng này mình mới dễ được anh em ơi. Cho nó ăn lựu đạn này, mình phải cố gắng mình giết được cái thằng này anh em ạ. Mình phải cố gắng cho nó nóc anh em ơi. Đây là 2 viên phân lựu rồi. Úi giời, anh đi núp đâu nhanh thì ghê vậy. Bắn gì mà không trúng. Ấy da, tự bóp luôn kìa. Mạng mình hơi lag anh em không cảm nha. Đây nè, một viên cuối cùng nè. Chạy về mình nghe tiếng chân có thanh niên chạy tới mình anh em ơi, trước mặt nè. Đây sờ ca nè, kéo đầu rồi. Ok, còn thằng sau lưng mình anh em ơi, trước mặt có thằng chạy tới nè. Úi ôi, hai thằng mình bị kẹp rồi. Mày ok, nóc một nè. Mày nè, thanh niên thoát chết anh em. Nhọn với đi khạc, một viên nè. Ok, gài đạn cái đã anh em à. Đây bên phải nè, một viên nè, hai viên. Ui, hai viên người chưa chết kìa anh em. Đây nè, gài đạn tiếp. Ok, chạy vòng anh em ơi. Úi xôi, đây keo gà bên phải nè, tổn hướng bắn luôn. Đây nè, nóc luôn. Mày rồi chứ chết rồi, sao mà đỏ được với đi khang mọi người. Ok, gạt luôn anh em à. Hãy xem video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh của Đi Khang nha. Đừng quên vào shop Đi Khang xem những cực kỳ ngon bổ rẻ nha anh em ơi. Ok, và nhớ like, đừng quên đăng ký kênh nha. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha anh em. Nhớ like để cho Đi Khang lấy lại đề xuất kênh nha anh em ơi. Anh em nào có yêu cầu mình bắn về khẩu súng gì, làm thử thách gì, nhớ comment phía dưới cho Đi Khang, để Đi Khang biết, Đi Khang làm cho anh em xem nha. Đấy, giao lưu với ai mà bắn với anh Quyền là cu lì hoặc là với ai anh em nhớ comment phía dưới cho Đi Khang nha. Ok anh em, tiếp tục trận đấu thôi anh em à. Đẩy luôn hả mày, chém nhòn với mày. Úi rồi, thật gân trong tay rồng bay vung búa này mày biết chưa. Mày sợ nhòn với Đi Khang các bạn. Trời, anh đi cũng cầm 104 mà chơi không lại Đi Khang đâu. Trên đồi nhóc luôn các bạn ơi, nhóc luôn anh em ơi, trên đồi nhóc luôn anh em ơi. Để Đi Khang bắn. Để mày bắn tàu chạy mày. Mày chạy hộ một cái, gạt luôn anh em à. Mày chạy hộ một cái. Ôi, cứu à. Ok, đục keo luôn. Ai cho cứu. Đục keo luôn anh em, đục keo gạt luôn. Ghét nãy giờ mình ghét anh đi lắm rồi. Rồi chạy đâu. Chạy hộ luôn đi Khang luôn. Còn anh đi cái nào. Ui đông vậy. Ui ba thằng luôn. Ui trời ơi, có 3 kill ngọt sớt anh em à. Trời ơi trời, tự nhiên có 3 kill ăn phát ngọt sớt luôn. Trời ơi quá chán vậy. Tự nhiên có 3 kill vậy. Trời ơi, đây nó nè, full đỏ luôn vậy.
Trời ơi, Đế Khang cầm MOCO 4 là lúc trước là ưa cầm với AK đúng không? Mà bây giờ cầm MOCO 4 với AK nha em. Ui, đào, từ từ bạn, gấp gáp gì bạn? Có gì đâu mà phải gấp. Ui, chạy đâu, mình... Anh em nào đang bắn mục tiêu, đang chạy bo đúng không? Anh em cứ chặn keo vòng vòng anh em. Đấy, ông ơi, anh em bị mấy thằng khác bắn nữa. Anh em bắn anh em nhớ chặn keo nha. Đấy, như mình như nè, chặn keo bên phải mình thấy có người nên phải chặn keo nha, bắn mấy thằng bên trái. Ok, chứng mạnh có thằng. À, mình hết keo rồi. Khó chơi đây Khang rồi anh em ơi. Trời ơi, hết keo rồi. À, đây. Mày Sky bắn nè. Tổ khô 4 bắn nè. Ui trời ơi. Thiệt là quải đạn anh em à. Qua đó mình tự nhiên mình đổi một khô 4 chơi vậy trời. Mình cầm mà Sky mình bắn là chết thanh niên đó rồi anh em ơi. Má mình quá mà bất cẩn luôn. Nhiều pha mình bất cẩn một cái là mình chết liền anh em à. Ok, đi nhảy xuống rồi gặp đi Khang thì chỉ có đường chết thôi. Trời ơi, tự nhiên đang bắn sờ ca thanh niên kia dính vô đầu nữa rồi mà tự nhiên mình đổi một con 4 chi gì trời. Nó cầm thơm son nó sấy mình chết queo luôn anh em à. Khá là cay luôn. Úi giời, úi thanh niên chết queo rồi, bị thằng khác cầm phóng lũ bắn chết kìa anh em. Ui từ anh em ơi, bên phải mình có nhà trên nhà của người. À, mình vừa lừa được thanh niên này. Mày chạy mày bị lừa hả mày? Nhờn với Đê Khang nè. Lừa, liêu, mất cỡ quá đi. Ok, trên nhảo người bên phải mình nè. Ui, thanh niên áp cả. À, ok, để mình đùa giỡn cái thanh niên này một tí em ơi. Để mình giỡn cái thanh niên này một tí. Đây nè, phóng lụ nè, đây cầm gậy tập đầu. Ui trời. Ok, nóc rồi em ơi. Đây Khang trong này thích cầm, thích mặc đồ sừng lắm anh em à. Đây mặc đồ sừng là phải bắn như con hổ, đúng không anh em? Trời ơi, ai cha, đấy, mặc đồ sừng ra đạn toàn phun đỏ thôi. Ok, trận này Đê Khang sẽ cầm M4A1 với M104 nha anh em. Đấy, trận nào cũng trên chục kill, 15 kill, anh em cứ xem video là Đê Khang là cuốn. Xem video Đê Khang là bắn là liên tục anh em mà. Đấy, Đê Khang là video phải bắn liên tục, anh em Châu thấy nha, bắn thế mới chết. Trời ơi, video mình nó phải chất lượng anh em ơi, phải trên 15 kill một video mới được anh em à. Ấy bắn mà mười mấy kill top 1 đăng video là không có hay. Bắn 10 kill đăng top 1 không có hay nên mà phải trên 15 20 kill top 1 nó mới đã anh em ơi. Đấy, trên nhà mình nghe tiếng chân. À, đẩy vô hả mày? Chạy đâu mày chạy đâu? Úi giời, không chết kìa trong cái nhà. À, lại thanh niên nữa. Cảm giác cái khẩu màu của 4 đôi mắt sư thần này, cảm giác nó đang bị yếu đi anh em. Anh em biết tại sao không? Kiểu như cái mấy khẩu khác nó ra rất là nhiều, khẩu khác nó ra luôn rất là nhiều, một con 4 skin rất là nhiều skin khác ra luôn, cho nên một con 4 trái tích tím này làm như nó bị yếu đi anh em à. Mình cảm giác nó nha, nhưng mà nó vẫn ê đùa giỡn với Đê Khang nữa rồi. Trời ơi, bắn Đê Khang nữa rồi. Chạy lên nhà kiếm góc rồi ke cầu thang nè, mày dám chạy đeo? Ui thanh niên, dân chơi dám chạy luôn anh em. Dân chơi nè. Ui chưa chết à, mình tưởng nó chết là chết quả đạn chứ. Ơi, mình tưởng nó hình như chết rồi. Ok, nóc luôn anh em ơi. Mày dân chơi, mày thấy tao ke cầu thang cầm một khô 4 mà dám lên cũng hay đấy. Nhưng mà khẩu một khô 4 này cảm giác cái bắn cũng rất là chậm thiệt anh em à. Nhưng mà cảm giác nó rất là xử lý rất là chậm thì nó không có tăng một chút loại đạn như khẩu chiến tranh anh em ơi. Bắn khẩu chiến tranh quen rồi, cầm lại khẩu này mình cảm thấy rất là yếu. Đấy, nhưng mà nó vẫn mạnh nha. Nhưng mà cảm giác của Đê Khang thôi, cảm giác rất là yếu, nhưng mà khẩu này nó vẫn ok cho những anh em nào không có điều kiện mua một khẩu 4 chiến tranh ấy. Đấy, khẩu này thì có 35 kim cương cho một hộp súng thôi. Đấy, ok anh em. Đẩy nè. Thì khẩu 1.4 này thích những anh em nào mà đứng gần nè, chứ lại đẩy lụi tới đó anh em. Thích mấy thằng điên đó lắm. À, ghê vậy sao mà cứ nôn nhảy cái bắn luôn. Trời ơi, kỹ năng của Đê Khang còn hai quả keo nhưng mà không biết xây sở như thế nào đây. Ôi điên, đặt thêm một quả keo ở đây chi cho phí vậy trời. Ok, đây, nút thính nè mày. Này, biến bụi cỏ nè, ok. Thì cuối video sẽ có cái câu hỏi dành cho anh em luôn. Đấy, tặng kim cương cho anh em lâu rồi không ở lộn. À, bữa hổm á, mình có làm câu hỏi cho anh em á, mà anh em trả lời không đúng ác hết chứ. Ôi trời ơi trời. Ok, lần này Đê Khang cho cái câu hỏi cực kỳ dễ luôn. Đấy, nó có liên quan với trong trận đấu. Ừ rồi, nói mình đang nói chuyện mà nó bắn thế này sao mà đỡ được anh em. Anh em thấy thương Đê Khang nhớ ấn like, đừng quên đăng ký kênh cho Đê Khang nha. Đừng quên ủng hộ vào shop Đê Khang, ủng hộ Đê Khang luôn đi anh em. Trời ơi, anh em xin chùa thế nhờ. Ok, đẩy luôn Đê Khang, trận này chơi hổ báo luôn. Ôi, trận này không được top 1 nữa thôi, phí cả đời mà. Ồ, quá lụ, cho ăn lụ mà. À, chạy đâu, ok, đẩy luôn. Mình nhưng mà cử bạn bên trái mình anh em. Ghê. Solo mà. Một con út nhảy ra bắn luôn, trời ơi. Vẫn là cái trò của Đê Khang mà, bật tù đô nhảy ra bắn anh em. Vẫn là cái trò cũ thôi. Sakilo á, mày
đưa cái đầu ui rồi không chết kìa. Anh đi khoảng gần 200 máu rồi đó anh em, anh đi cũng gần yếu quá mà đã ui một quả keo cuối cùng. Trời ơi, Đê Khang sao nghèo keo thế này. Ui rồi ôi, khó khăn cho Đê Khang rồi. Trận này mà nãy giờ mà không có mấy gốc cây này là Đê Khang chết anh em. Cho nên anh em chơi game anh em phải lựa mấy chỗ mà có gốc cây cho anh em đứng. À, đốc một nè. Mày, nó kết mạng, cho này, kết mạng của tao. Ok, mày lên trả thù luôn anh em à. Đê Khang phải trả thù, mình có ghét ai mà kết mạng của mình anh em ơi. Mày, à, đẩy luôn hả? Ok, tao cho mày ăn 1-4 rồi, anh đi bị chón anh em à. Bị chón rồi, yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi, quá nhỏ cho thanh niên đi. Ok, thì cái câu hỏi video này á, một tí mình sẽ trả lời nha, mình sẽ tí sẽ hỏi anh em nha, chuẩn bị hỏi anh em nào nhanh tay comment ở dưới đúng nhất nha, mình sẽ tặng một đây nè nóc luôn. Trời ơi dậy ngu các bạn, ui Đê Khang bắn quá đẳng cấp anh em ơi, này sừng trâu rồi chứ mà sừng ngựa anh em ơi, sừng đi nóc rồi. Thì câu hỏi là trận này Đê Khang sẽ được top mấy đấy và được bao nhiêu kill ấy, anh em mình nhanh tay comment phía dưới nha. Được 1000 kim cương một bạn thôi ơi, cho hai bạn đi, mỗi bạn 500 kim cương cho hai bạn nha anh em. Bạn nào comment đúng nhất nha, trận này Đê Khang được top mấy và được bao nhiêu kill nha anh em ơi. Đấy, nhớ comment phía dưới nha anh em ơi, comment phía dưới nào. Đấy, nhanh tay nha, chúc anh em buổi chiều khỏe nha.